chào tất cả anh em. Thì hôm nay một cái chủ đề thì được rất là nhiều anh em hỏi ha. Thì hỏi mình là trong đó đường điện 110, 120 nó khác chỗ nào anh? Đó, bu binh sườn rồi này kia, cuốn 110, 120 xài chung được không anh gì đó? Đó, tùm lum cho nha nè. Nó cùng 110, 120 nó khác sao? Đó. Thì hôm nay mình có cái sẵn cái dịp mình có đầy đủ, mình sẽ quay lên cho anh em nó gói gọn một clip để cho chia sẻ với anh tới những anh em mình mà đang thắc mắc ha. Đó. Thì đầu tiên thì cầm 110 nó sẽ khác cầm 120 ha anh em. Đó. Bên cái tay phải thì nó giống nhau hết nha. Đó, cầm 110 với 120 nó khác nhau. Đầu tiên. Đó, bu pin 110, 120 khác nhau là 2. Đó, và chua điện nè, IC nè. 120 có IC, 110 không có IC nè. Đó. Và cái chui điện lửa này nữa nè, nó khác nữa nha anh em. Đấy đó nè. Rồi gì thì mình vô vấn đề ha. Đầu tiên thì mình cái cụm trên này đi ha. Đó, điện thì nó không khác gì nhau. Đây, so sánh nè, điện thì không khác gì nhau nè nha anh em. Đó, không khác gì hết, chỉ cộng tua máy thôi ha. Thì bên đây cũng là tua máy, thì 110 có đời xe xài tua máy nha anh em. Những cái đời cao xài đồng hồ ba kim thì sẽ xài tua máy ha. Đó. Thì nhiều khi anh em tao bán cái đường điện đời thấp thì nó sẽ không có cái chui tua ha. Đó. Đường điện đời cao thì nó sẽ có cái chui tua đó. Thì giống như 9899 thì cũng vậy, 9899 thì không có chui tua nha anh em. Đó, cái này mất tiêu luôn ha. Không có làm cộng này lên nữa ha. Đó. Còn lên 2000 đổ lên thì sẽ có cộng dây tua đó. Và đa số thì anh em sẽ mua cái cộng có cộng dây tua để mình thủ ha. Đó, xài chán đồng hồ hai kim thì có thể gắn đồng hồ ba kim vô đó. Còn nếu mà anh em xe đồng hồ 99 đó nha anh em, ví dụ đồng hồ 99 mà không có tua thì nó sẽ có cộng dây nối nha anh em, sẽ có cộng dây nối ha, nối mua pin lên, cộng dây nối của nhà sản xuất luôn ha, dây nối với mua pin lên đó. Cộng đó thì nó phức tạp lắm, mình không nói thêm nha anh em, chỉ so sánh cho anh em thôi đó. Thì màu dây điện nó khác nè, nó mua pin sườn nè, lửa dưới mâm lửa lên nè, nó sẽ là đen sọc đỏ nha anh em. Còn đây là cộng trắng sọc xanh thì của IC ha, IC lên ha, nó cùng như nhau hết. Nó chui điện thì cũng như nhau hết ha. Đó, đen xanh lá nhạt nè, mát rồi nè, đó, như nhau. Rồi, điểm khác là khác màu dây trên nha anh em, đó, và chui đực chui cái nữa nha anh em, đó. Rồi, xuống tới phần dây nè, dây cớ kèn nè, là dây vô bu pin nè. Thì đây, dây vô bu pin nè, sẽ khác nè nha anh em, đây. Thì bu pin sườn của 110 nó sẽ xài nè cái chấu này nè nha anh em, thì nó sẽ cắm vào đó, đây sẽ cắm vào nè, đó anh em thấy không, sẽ cắm vào đó. Còn bên đây thì của win 120 mình nó sẽ xài nè hai cọng này đó, hai cái kẹp này ha. Thì kẹp xanh lá trắng sọc xanh dương này nó sẽ là cực cộng nha anh em, và đen sọc trắng thì nó cực âm dưới này ha, nó dấu trừ nè, đó nè, cộng trừ nè, đó hai điểm khác rồi đó. Rồi xuống dưới tới nơi dưới này nữa ha, điện thì qua lăng mâm điện lên của 110 nó sẽ có ba cộng thôi nha anh em, đó hai cộng này là đèn và sạc đó, hai cộng này là tép lửa đèn sạc nè, lửa đèn sạc ha, riêng. Cộng này là lửa lên bu pin nè, đó cộng này riêng ha. Rồi bên đây bên 120 nè, hai cộng sạc nè, ta đi chui 4 luôn nha anh em, 4 cộng nữa ha, tại vì ở đây có kích nha anh em, đây có kích quét nó, hai cộng kích nè, đó xanh lá sọc trắng và xanh dương sọc vàng nha anh em. Đó thì hai cộng này từ ở dưới này nó đều đi lên trên đây hết nha anh em, đó hai cộng nữa vô chui IC nè, đó. Rồi bên đây thì nè, nó không có IC nha anh em,
cụm điện đơn giản thôi, 4 cộng à, 1, 2, 3, 4 ha. Còn bên đây tới 5 lần lăng ha nha anh em. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Đó, đây đây gộp lên vô 1 cộng rồi nha anh em nè. Đây chia ra 2 rồi ha. Đó, đây thì cũng 5 cộng thôi. Đây là 6 cộng là cho chu IC nè. Đó, IC nha anh em. 110 thì không cần xài IC. Cái bobin này giống như vai trò là IC, IC bobin luôn ha. Đó, muốn nguyên một cục nè. Đó, 1.2 mình phải xài IC. Đó, thì anh em mà hỏi mình á, 110 lên 120 thì mình cần thay những gì? Thì đối với xe anh em ha, nếu mà nó đang 110 rin thì anh em phải thay đường điện nè, qua lăng mâm điện nè, qua lăng mâm điện 120, đường điện 120 nè. Đó, IC nè, bobin nè, đó. Thì 4 món thì mới lên được 120. Đó nha anh em, đó. 4 món thì mới lên được 120. Nè, bobin 110 là anh em cho anh em xem lại ha. Đó, chụp bobin nè. T gạch 125 ha. Đó. Rồi, tới cái chui cầm nè. Cầm là tại sao mình nói nó khác nha anh em? Thì mình đem cầm xuống ha. Cầm này cầm 110 nè. Đây, cầm 110. Đây, cầm 120 ha. Đó, đây. Đây, đầu tiên cầm 110, 120 nè. Phân biệt hai cái chui nè. Chui nó là sẽ khác nè nha anh em. Nè, đây, chui nè. Đó, đây là cái chui đực. Còn đây là cái chui cái nè. Đó, màu dây điện cũng khác nữa nè. Đó, cái dây này á là dây điện. Bên đây á, xe 120 nó sẽ xài bình ắc quy nha nè. Bình ắc quy cấp điện cho IC. Đó, cho nên là cam nè. Cam là ắc quy nè. Ắc quy cấp điện ra cho về cho IC ha. Đó, thì khi mà anh em bấm hai cọng dây này á là công tắc đỏ này nha nè. Đó, khi mà mình tắt công tắc đỏ này thì ắc quy nó không có cấp cho IC nữa, thì đâu có điện đâu mà chạy nha anh em. Đó, nè, cổng cam về nè. Đó, cam sập trắng nè. Đây cam ắc quy vô, người ga thì nó sập ha. Ga sập trắng nè, đó. Còn bên đây là 410 nè, nó sẽ khác nè. Khác chui nha anh em, đó. Vậy đây là bobin nè, bobin lên nè. Đó, bobin dưới mát nha anh em, đó. Khi mà bấm công tắc này nó chập bobin dưới mát nè, tắt máy nè, đặt không được nè. Đó, chứ không có cái không có ắc quy vô nha anh em. Đó, 110 mình xài lửa máy lên. Đó, tức là lửa mâm lửa lên trực tiếp luôn. Đó, hết bình vẫn chạy bình thường. Đó, hết bình vẫn chạy ngọt ngào bình thường. Còn xì 120 mình hết bình là nó khác nha anh em. Hết bình nó sẽ bị không đủ lửa chạy không được ha. Đó, mình nổ ra nhỏ thì nó bình thường, nhưng mà mình chạy thì chạy không được nha anh em. Đó, thì đây, và nó cũng khác luôn cái chui này luôn nha anh em. Nè, đây 110 thì vô đây thì nó hít nè, ví dụ là vô đây ha. Nè, 110 ha, chui 110 nè, chui đen nè, vậy đó, chui đực vô chui cái nè. Còn bên xì 120 ngược lại nha anh em. Đây, mình đổi lại cái. Đây nè anh em thấy không? Đó, đực cái nè. Đó, ở bên đây là đực cái nè. Đó, nè, nó khác nhau rồi nha anh em. Đó, đây hai cái anh em so sánh nè. Chui đực chui cái nè ha. À, rồi đổi lại nè, chui cái chui đực nè, chui đực chui cái nè ha. Đó, hai cái khác bởi vì anh em nè, rút cái bên đây 110 đưa qua 120 đâu có gắn được nha anh em. Đó nè, 110 vô 120 không được nè. Đó, hai cái chui đực không ha. Đó, nó khác chỗ đó ha.
Tại nhiều anh em mình mua chúng phải cái cùm 110 cái về gắn không được nha, lu bu nữa nha anh em. Đó. Và toàn bộ công tắc này kia thì nó cũng như nhau nha anh em. Đó, dây điện thì cứ cấu tạo như nhau trong cái gan ha. Đó. Và cái cùm zin thì trong đây nó sẽ là trong đây những cái công tắc cho này sẽ có chữ AD hết ha. Đó. AD. Đó. Trong đây có chữ AD nha anh em. Đó, cái chữ AD nè, để mình đem qua đây quay cho anh em xem. Đó, công tắc có chữ AD hết ha. Ốc bát nè. Rồi, về nói thêm về cái cùm chữ nổi, cùm chữ chìm ha. Đó. Thì đa số những cái cùm mới nè, những cùm mới mà chưa xài, chưa đi ra nắng, nó sẽ là chữ chìm hết nha anh em, để cho anh em mình hiểu ha. Chữ chìm hết nè. Đó, khi mà anh em gắn vào xe xài một thời gian á thì nó sẽ là chữ nổi. Rồi vì sao mà như vậy thì nó sẽ mình sẽ giải thích nè. Nó, những cái mũ này nè, nó nắng mưa này kia ha, nó sẽ bị chai nó rút lại. Đó, chai nó rút lại thì ở ngoài đây nó sẽ không có cái lớp sơn trắng nè, cho nên là nó rút trước. Đó, nó rút trước, còn có cái lớp sơn trắng này nó sẽ không có rút nha anh em. Nó có lớp sơn trắng nó che lại thì nắng này kia nó sẽ không có trực tiếp xuống cái mũ đen này. Đó, cho nên là nguyên cái phần chữ này nè, khi mà cái cùm xài mà 1-2 năm á, nó đi nắng này kia rồi cái chữ này nó mới nổi lên. Đó, đó là vậy, tức là ở ngoài nó đã rút mũ rồi nha anh em. Đó, nó chai bề mặt nó giống như mấy cái cùm xài lâu anh em sẽ thấy lên cơm tiếng này kia đó. Đó, đó là mình đi nắng này kia mình có xài á, nó sẽ như vậy. Đó, mũ mặt ngoài nè nó sẽ rút đó, và cái phần mà được tô nước sơn nó trắng nè, nó sẽ được che lại rồi, nó trượt che gọn trong những cái chữ này nè, cho nên là nó không có rút được nha anh em. Đó, nó không có rút được, nó không có xuống, cho nên là nó chữ nó cộm lên chỗ đó là vậy. Là anh em để với những cái cùm xe khác như cùm quay alpha rồi này nọ đó nha anh em, quay 110 rồi đó thì cũng xài cái chất liệu này nè. Đó, ra nắng sẽ cùm tiếng nè anh em, xài lâu á ra nắng sẽ cùm tiếng anh em. Đó thì mình xin nhắc lại ha, nó mấy cái chữ thì người ta nè cũng là nước sơn thôi nha anh em, nó ta phủ lên thì cái lớp này nó che đi. Khi mà mình xài ở ngoài nắng á thì cái lớp chữ đó, chữ trắng này là nó che đi. Đó, nó che cái mũ đen ở dưới, cho nên là cái mũ đen nó không có xuống, nó nổi lên. Đó, còn ngoài đây thì nó rút lại. Ngoài đây là mình xài cái cơm tiếng nó rút lại ha. Cho nên là chơi cùm xài lâu mới có chữ nổi nha anh em. Đó, cùm tồn là phải chữ ấy hết ha. Đó, chữ nó ngang hết, anh em vuốt nè, khi mà anh em xài thời gian á sẽ vuốt lên sẽ thấy cái cộng đó, nó sẽ chữ nổi. Rồi, clip này tóm tắt với anh em vậy ha. Anh em có cần cái món đồ gì thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại trên nha anh em. Đó, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em ha. Đó, mình gặp tin nhắn là mình trả lời thôi. Anh em ở cái clip sau mình sẽ làm những cái video đẹp hơn anh.